Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn. Tiếp đến cuốn video thứ hai, nhân dịp tôi về giao lưu và chia sẻ vườn cảnh anh Đào Văn Giáp, một khu vườn ở Sơn Thượng tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Vâng, trước mặt chúng ta đó là quốc lộ 32 từ Hà Nội đi thị xã Sơn Tây. Cho nên là rất nhiều phương tiện đi lại nó hơi ồn. Từ Hà Nội đi lên thị xã Sơn Tây qua cầu Phùng của Đan Phượng vào khoảng độ hơn 1 km là tới. Và phút đầu tiên tôi giới thiệu với các bạn từ một cây hoa mộc hương. Thực tế ra đây là một cây mộc tầm nhỏ, mộc bonsai. Cho nên là cái điểm thoát thân cũng không cao lắm, bởi vì mộc bonsai chúng ta cũng không cần chơi quá cao. Nhưng mà cái ngạc nhiên nhất của tôi ấy, là cái chân đế bệ của cây mộc rất đẹp. Anh có đo cái vanh gốc này cho tôi không? Anh của nó được, cháu không đo được 45 hay sao? Cháu không đo nhưng mà nó được 45 hay sao, nó phải cụ thể gì? Vâng, thì hôm đây này, không đo cái vanh thân này xem sao. À 45 à? Vâng. 45 vậy là đường kính được 15. Đúng không? Dạ vâng. Vâng, vành 45. Quan điểm cây này nó to nó thấp, cây bonsai là đẹp. Ờ, rễ bốn phía đẹp quá nhỉ. Vành 45 và thoát thân được khoảng độ 20 cm. Đấy, lên chia tay cành các phía và tán ra rất rộng và đều, hoa chi chít luôn. Cây này rất nhiều dăm. Đấy, cây mộc này mà giao lưu thì bao tiền cháu ơi? Cái này ai mà mua thì tiền cháu. À, tức là nếu mua thì alo cho anh Đào Văn Giáp. Vâng, ok. À, tôi tổng thể của cái cây hoa mộc này, chiều cao nó chỉ tầm khoảng độ hơn 2 mét chút thôi, 2 mét thôi. Vâng, chúng ta chuyển đến một cây xanh hai thân. Đến đây, cây xanh nhìn cũng rất là đẹp đấy. Vâng, cây xanh Nam Việt đẹp quá. Yeah. Bệ đẹp quá này. Hai mặt là như nhau. Rồi. Quá tuyệt vời. Nhìn đến đây cái, đứng dịch vào cây xanh. Rồi chụp nhá. Cây này mà giao lưu giá nào anh ơi? Cây này nó giao lưu là 150 triệu. 150 triệu. Và anh có nhớ được cái kích thước của cái chậu này bao nhiêu? Cái này của nó là 50-70. 50-70. Chậu kích thước là 50-70. Vâng, tôi hỏi thế để người ta đánh giá được cái kích thước của cây xanh của anh mà. Cây to mà. Cây rồi, già được hoàn thiện. Vâng, chúng ta chuyển tiếp đến một cây lộc vừng. Cây lộc vừng hai thân mà lại đặt trên một cái chậu rất đẹp. Đó là chậu lá sen. Lá sen của ngày xưa. Chậu tàu. Vâng.
chậu tàu cũ đấy, chậu lá sen đấy. Đây. Và dưới hình những cái lá sen, hoa sen và búp sen. Và trên cái miệng chậu cũng vê hình lá sen. Cái này cháu đặt cho là cây tỉ muội. Tỉ muội à? Vâng, vâng, tỉ muội. Hai chị em. Chị thì cao hơn em. Cây rất lâu lắm, bao lắm. Rồi. Có hoa đấy chứ? Có hoa. Như cháu chơi bonsai cháu hay cắt thì nó không không ra hoa mới. Rồi. Không cắt là nó ra hoa nhiều. Cây lộc vừng tỉ muội. Cây này mà giao lưu giá bao nhiêu? Cháu giao lưu là 15 triệu. 15 triệu ạ. Ờ. Và tiếp đến một cây sung. Cái sung này chưa thấy có vài quả này. Có rồi, nhưng con nhà cháu mấy đứa con nhỏ nó cứ ra mầm quả xong nó lại vặt hết. Nó vặt hết. Dạ vâng. Không có ở nhà nó ra nó vặt hết ở đây. Rồi. Ở đây rồi. Vặt quả hết. Vặt hết rồi thì chẳng có quả đâu. Dạ vâng. Nó phải giữ được cái vòi này mới có quả. Có cái vòi ấy, cái vòi ra quả. Sau này thì những cái lách lách này này lại ra quả. Cây này thì bao tiền? Cây này cháu bán 12 triệu. 12 triệu cái sung này á? Rồi. Thế và cũng nói về cây sung, ở đây có một cây nữa. Dạ vâng. Cây này non cây hơn. Nó non hơn như thành thành nó như hình như hai con long, song long. Hai con rồng. Vâng, hai con rồng đẹp. Nó bé nhưng nó đẹp. Độ nét của nó đẹp. Đấy, những cái mầm quả nó đây này. Đây rồi. Cái mầm quả. Còn cây kia nó thoát lên thì chạy con nó hay phải. Cây này có cái dáng thân được ấy. Đúng là như hai con rồng thật. Được, cây này hay đấy. Cây này bao tiền cháu? Cây này cháu bán là 4 triệu. 4 triệu. Và những cây sung có cái thân rất quái. Và tiếp đến một cây xanh bám đá. Cái đấy, cái này là một bộ. Một bộ nhưng mà không phải đối đâu. Vâng, nó không phải đối. Bộ như cây này thì cái độ nét của nó này cao hơn cây kia. Đúng rồi. Nó làm được nhiều răm hơn, nó gọn hơn. Gọn cây hơn. Như cây này thì bao tiền cháu? Cây này cháu bán 42 triệu. 42 triệu? Vâng. Vâng. Đang chính là cái mặt đằng này thì nhìn là đẹp lắm. Chả quay được. Anh cứ toàn kê cái mặt đẹp ra phía bên kia. Đấy, anh xoay tí nữa là được ấy. Rồi, đấy rồi, đấy rồi. Tôi đứng tránh. Đây, 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 xem mặt bên này này. Đúng rồi. Bám đá mấy chục năm rồi. Rồi. Mặt trái lại mặt đẹp. Rồi, xoay trả lại đi. Đoạn chỉnh cho nó vào giữa nhé. Dạ vâng. Và tiếp đến một cái bệ phôi xanh này nữa. Bệ gốc có cái bộ rễ tỏi ra rất lớn đây. Xanh xanh Nam Điền một cái bệ này là ít có cây, có đi ra ngoài ít thấy cây được cái bệ như cái móng rồng.
Như cái bệ này khoảng bao tiền anh? Cây này chưa hoàn thiện. Chưa báo hả? Vâng. Rồi, tiếp đến cây này nữa nha. Cây này có phải xanh điền đâu? Cây này là xanh quê. Xanh quê mà. Vâng, nhìn cái lá nó khác. Quê lá đẹp, quê lá nhỏ đẹp. Quê lá nhỏ. Cây này bao tiền cháu? Cây này cháu bán 60 triệu. 60 triệu á? Vâng. Nó là trúc Phú Phúc. Trúc tổng thể nó có 50 phân là lên ở đây. Rồi. 60 triệu. Vâng, tiếp đến chúng ta thấy anh có một cái cây xanh dáng huyền. Xanh này cũng là xanh quê. Xanh Nam Điền. Nam Điền á? Vâng, đây là xanh Nam Điền. Cái lá Nam Điền. Cây này nó hoàn thiện, nó lá nó đẹp lắm, nó li ti nữa. Mà nó vặt mới ra bút non mình chưa phát hiện ra. Cái thằng Lam Điền mới ra cái búp, cái lá nó gần như trắng như thằng lá bóng, nó không phải. Mùi hoa bọc thơm quá nhỉ. Cây này thì giao lưu giá bao nhiêu anh? Cháu giao lưu là 17 triệu. 17 triệu. Vâng. Vâng. Vâng, chúng ta đến với cây vú sữa. Vú sữa bonsai đặt trên sân thượng. Một cây tầm chiều cao từ mặt chậu lên chỉ tầm khoảng độ hơn mét tí thôi. Có quả chưa cháu? Cháu có quả rồi. À. Cây này gần như là không có một vết cắt nào là to. Rồi. Cây này mà có khách giao lưu thì bao tiền? Cây này cháu bán 12 triệu. 12 triệu. Và chúng ta đến tiếp với một cây xanh Nam Điền dáng huyền nữa. Đây là cái cây mà có cái cốt cũng khá đẹp đấy. Anh đang nuôi tiếp. Đấy. Và còn phải thổi để lấy cái tay nó lớn hơn và lấy cái phần thân huyền này xuống cho nó đầy đặn. Cây này mà cứ như này giao lưu thì giá bao nhiêu? Cứ này mà giao lưu cho là 35 triệu. 35 triệu. Và tiếp đến cây xanh quê này. Bám đá này. Đây là cây xanh lá móng. Lá móng à? Lá móng sau nhìn nó bạc, nó xấu xấu này. Cả một năm cháu không cắt tỉa cái lá nó già nó đấy. Cháu sắp này vội cháu chưa cắt được. Rồi. Thằng xanh lá móng là kể cả nuôi lâu là cái da nó xanh. Nó xanh, nó không lên mốc được. Không lên mốc. Cây này bao tiền anh? Cây này cháu bán là 7 triệu. 7 triệu. Rồi. Rồi mấy cây nhỏ nhỏ này thôi này. Đây có cây cây này ít có người biết lắm. Anh nói thì tôi chả biết đấy còn. Cây này rất ít người chân chơi cây cảnh, không ai biết được nó. Tên nó là cái bệ gì đây? Đó là cây lúc lắc. À cây lúc lắc á? Cây lúc lắc. Lúc lắc cây làm thuốc mà. Cây này làm thuốc, cây này nó như đinh lăng là cái gì nó cũng ăn được. Rồi. Đó là cây tôi không nhận ra là vì nó cục cụ đồ đồ. Làm cây bonsai. Chứ còn tôi quay nhiều cây lúc lắc rồi. Cây lúc lắc. Rồi. Cây lúc lắc này giá bao nhiêu anh? Cây này cháu bán là 3 triệu. 3 triệu. Ok. Cháu có cái chậu đá cổ. Chậu đá cổ ở đây à?
từ thời nhà Nguyễn ấy, cách đây 200 năm. Thế cơ à? Vâng. Từ thời Nguyễn? Từ thời nhà Nguyễn luôn. Cách đây 200 năm? Chợ gọi là chậu sen vịt. Chậu sen vịt. Trời, phải ai chơi đồ đá cổ biết. Vẫn còn nguyên bản đấy chứ? Nguyên bản luôn. Đây là sen vịt là nó tích ở bụng. Nó tích có đôi con vịt thôi. Thôi được rồi, được rồi. Có một mặt là có đôi con thiên nga. Chậu sen vịt đường kính bao nhiêu nhỉ? Chậu này có được 40. Đường kính 40. À nếu mà giao lưu thì giá bao nhiêu? Đây cháu bán 10 triệu. 10 triệu cái chậu này. Rồi. Ok. Và chúng ta tiến tiếp với một số cây nữa. Ví dụ như đây là cây dưới này. Ba chân. Đúng rồi. Cây này thì bao nhiêu tiền? Cái này cháu bán 4 triệu. Nhìn cũng oái oăm đấy. Rồi, cây dưới 4 triệu đúng không? Vâng, phải kể đến là một cây, một cái bệ xanh dáng lùn lực rất đẹp đấy nữa. Xanh Nam Điền. Vâng, xanh Nam Điền cút kít lại, đẹp đấy. Tổng thể là có 30. Cao có 30 cm này. Và hoàn thiện hết. Hoàn thiện lâu lắm. Cái này bao nhiêu tiền anh? Cái này cho bán 30 triệu. Bao nhiêu? 30 triệu. 30 triệu. Rồi. Vâng, còn đây là cây si à? Thôi, cây si này si trắng bỏ. Si này si trắng. Làm chơi thôi, để chơi. Si này để chơi. À, cái đây là hết rồi, còn cái cây dưới này nữa. Cây dưới này giá bao nhiêu? Cây này cho bán 1 triệu dưới. Ừ, dưới này thì đơn giản thôi. Có cái cây xanh này. Cũng xanh Nam Điền. Đâu, cây này xanh quê. Xanh quê á. Ừ. Xanh quê được cây như này rất lâu năm, bao năm. Cây bệ. Đó là cây khó làm. Cây này bao tiền anh? Cây này cho bán là 6 triệu. 6 triệu. À. Vâng, và tới thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này tại đây. Qua số điện thoại của anh Đào Văn Giáp ở trên màn hình, chúng ta sẽ giao lưu. Số điện thoại dưới dòng chữ Đào Giáp. Vâng, cảm ơn anh nhé. Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.